Thế Giới Máy xin giới thiệu đến bà con máy ép nước mía siêu sạch 750W, một sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại làm ra hương vị tươi ngon của nước mía. Và bây giờ hãy cùng Bảo Yến theo dõi quá trình ép nước mía diễn ra như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ cắm dây phích vào nguồn điện mình đã cắm sẵn rồi. Sau đó chúng ta sẽ khởi động máy, cho máy hoạt động, kèm theo một cái ly để chúng ta hứng nước. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy một cây mía và để vào đầu máy. Chúng ta có thể kết hợp thêm tắc hoặc là thơm để cho ly nước mía của chúng ta được đậm đà, thơm ngon hơn. Rulo ép mía sẽ ép cạn kiệt cây mía. Bảo Yến đã tháo cái phần tre để bà con dễ dàng thấy được cái bã mía rơi ra ngoài. Với máy ép nước mía siêu sạch 750W được thiết kế với chất liệu chất lượng cao, chủ yếu là inox, mang lại độ bền và tính thẩm mỹ cao. Công suất mạnh mẽ 750W đủ mạnh để có thể ép cây mía một cách nhanh chóng và dễ dàng. Cấu trúc chắc chắn giúp bạn dễ dàng thưởng thức một ly nước mía tươi ngon ngay tại nhà. Nước mía không chỉ ngon miệng mà cực kỳ tốt cho sức khỏe của các bạn. Như các bạn biết, trong thành phần của nước mía chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, giúp các bạn tăng cường sức đề kháng, giảm căng thẳng. Ngoài ra, nước mía còn giúp các bạn tăng cường hệ tiêu hóa, giảm cân và làm đẹp da. Với đầu máy ép nước mía 750W này sẽ giúp các bạn tận hưởng được những cái lợi ích đó một cách nhanh chóng và dễ dàng. Và đây là thành phẩm của chúng ta sau khi mía được sàng qua màng lọc. Như các bạn thấy, với chỉ trong nháy mắt thì chúng ta đã có được các ly ép nước mía tươi xanh, đậm đà hương vị. Với cái đầu máy ép nước mía siêu sạch 750W này sẽ giúp bà con dễ dàng thao tác ngay tại nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video giới thiệu chi tiết máy ép nước mía siêu sạch với công suất 750W. Để hưởng thức hương vị tươi ngon mỗi ngày, bà con hãy nhanh tay đặt hàng theo số điện thoại ở phía dưới video hoặc truy cập website để hiểu rõ hơn về thông tin chi tiết. Hãy đảm bảo với chúng tôi rằng bạn đừng bỏ qua cơ hội này.